Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm máy định vị nghe nén ghi âm siêu nhỏ nhất hành tinh, đó chính là chiếc GF09. Như trước đây mình đã giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm cực kỳ là gọi là siêu nhỏ, là cái N16S này. Nhưng mà hiện nay thì tại đơn vị mình nó có một cái dòng sản phẩm mã là GF09 còn nhỏ hơn, chức năng tương tự như cái N16S này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu để các bạn tham khảo xem là có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Thì với cái chiếc GF09 siêu nhỏ này thì nó có thể giúp bạn những chức năng gì? Thứ nhất là nó có thể giúp các bạn định vị được xem xe cộ hay là con cái thú cưng của mình đang đi đâu và ở đâu. Thứ hai, các bạn có thể cuối ngày các bạn có thể xem lại được quãng đường khi các thiết bị này đã di chuyển đi những đâu, những nơi nào. Thứ ba là các bạn có thể nghe lén được tất cả mọi âm thanh xung quanh cái thiết bị này phát ra. Đó sẽ là chức năng nghe lén, và đồng thời nó có thể ghi âm lại toàn bộ các cuộc nói chuyện lại cho các bạn nghe. Đó chính là cái thiết bị GF09 siêu nhỏ này. Đây, như các bạn so sánh kích thước của nó với cái N16S. Đây, các bạn nhìn không ạ? Nó chỉ bằng 1/3 cái N16S nhá. Các bạn lưu ý, kích thước cực kỳ là nhỏ, và chức năng thì nó không hề nhỏ và nó đầy đủ chức năng luôn cho các bạn. Đặt vào lòng bàn tay thì nó rất nhỏ luôn, bằng chỉ đầu ngón tay cái. Đấy, các bạn nhìn này, cái thiết bị GF09 này chỉ bằng đầu ngón tay cái thôi nha các bạn nhé. Đấy, thì ngay sau đây mình sẽ không vòng vo nữa, mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị này luôn. Đấy, cho các bạn khỏi mong chờ. Thì trong hộp sản phẩm còn có thêm những gì? Thứ nhất là các bạn mua thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái chiếc sim thẻ để các bạn dùng sim nhá. Mình sẽ tặng sim cho các bạn. Đây là dây sạc và một tờ giấy hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Giấy hướng dẫn này là hoàn toàn là bằng tiếng Việt các bạn nhé. Đây, hướng dẫn sử dụng máy GF09, chi tiết hai phần, phần định vị và phần nghe lén. Rồi, ghi âm này, tự động ghi âm, tự động gọi lại đều có hết các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mua hàng thì sẽ có đầy đủ giấy hướng dẫn, cáp sạc và một chiếc sim. Còn thẻ nhớ thì các bạn sẽ mua thêm cho mình, được chưa? Và cái GF09 này nó cũng không thiếu chức năng, đó là có 5 châm dính. Đây, chức năng có 5 châm dính. Đấy, rất chắc luôn, các bạn cứ yên tâm mà dùng. Mọi chức năng đều như N16S và kích thước nó cực kỳ là siêu nhỏ, rất là đẹp, mới long lanh. Được chưa? Nhìn rất là chắc chắn. Mã quét này, nút khởi động này, và ở bên trong nó là một nút khởi động nguồn đây, một khe cắm sim, một khe cắm thẻ nhớ. Thì để sử dụng nó thì các bạn lưu ý này, các bạn kéo ra này, kéo ngược lại này, gãy lên, đặt sim vào. Lưu ý với các bạn một điều nữa là cái sim này là sim rác, nhà mạng nào cũng được, và các bạn muốn định vị thì các bạn phải đăng ký mạng cho cái sim này. Đấy, còn các bạn nghe lén với ghi âm thì không cần mạng, được chưa? Đó, cái sim này các bạn phải đăng ký mạng thì mới định vị được nhá. Sau đó các bạn đậy nó, dí chặt này, đẩy nó vào thì nó bắt gắn luôn cái sim. Còn các bạn nào muốn ghi âm thì các bạn lắp thêm thẻ nhớ vào. Đó, thẻ nhớ các bạn lắp vào đây. Còn các bạn định vị với nghe lén thì cũng không cần lắp thẻ nhớ, vẫn dùng bình thường. Ghi âm thì mới cần thẻ nhớ. Đó, lắp thẻ nhớ đậy vào đây. Rồi sau đó các bạn dí liền nút khởi động nguồn như này. Dí liền nút này thì nó sẽ sáng đèn, được chưa? Nó sẽ sáng đèn. Và bây giờ mình sẽ đóng cái lắp này vào và đặt cái thiết bị này vào đối tượng cần theo dõi. Các bạn lưu ý thiết bị này của bên mình, các bạn lưu ý nhá, mọi thiết bị bên mình đều không đọc được tin nhắn và không nghe lén được các cuộc điện thoại nói chuyện với nhau. Thiết bị bên mình là nghe lén âm thanh xung quanh nơi mình đặt cái thiết bị này thôi nhá các bạn nhá. Đấy là lưu ý với các bạn, tại vì rất là nhiều đơn vị đang quảng cáo thiết bị đọc được tin nhắn và nghe lén được các cuộc hội thoại, thì cái đó 100% là lừa đảo, không thể dùng được. Các bạn mua chắc chắn không dùng được nhé. Lưu ý các bạn một điều như vậy. Còn khi các bạn đã lắp sim vào thẻ nhớ và khởi động máy lên xong, thì bây giờ các bạn chuyển sang phần điện thoại cho mình. Phần điện thoại thì các bạn phải cần tải một cái ứng dụng là 365GPS về điện thoại của mình để các bạn xem được định vị nhé. Đó, các bạn nào mà dùng máy Samsung hoặc Oppo như mình thì các bạn vào cửa hàng CH Play, đây CH Play để tải.
hoặc là các bạn nào dùng iPhone thì các bạn vào Oppo App Store tải nhá. Đấy, bây giờ vào 365 GB. Đó, mình sẽ đăng xuất cái định vị xe cho mình ra này. Đó, giao diện khi các bạn ấn vào 365 GB thì nó sẽ là như này. Thì để dùng nó thì các bạn có hai cách các bạn đăng nhập. Cách thứ nhất là nhập bằng tay, login ID. Thì các bạn nhập nguyên dãy số trên cái máy GS09 này vào dòng bên trên cho mình. Còn dòng password thì các bạn nhập cho mình là 123456. Đó chính là password mặc định của cái thiết bị này, và các bạn có thể đổi được password. Cách thứ hai là các bạn quét mã. Đấy, quét mã như này. Đó. Thì nó sẽ đăng nhập, tự động đăng nhập luôn, mình không phải nhập bằng tay nữa. Đó, như này, công nghệ 4.0 thời nay. Khi các bạn muốn xem định vị thì các bạn ấn vào chữ check. Đó, thì nó sẽ hiện rõ định vị. Đấy, nó hiện tên đường, số nhà. Ở nơi mình ở ấy, thì nó không có số nhà, nên nó chỉ hiện tên đường thôi. Đấy, hiện tên đường, làng, xã, đường số bao nhiêu, đường số bao nhiêu. Còn khi các bạn ra phố nhá, khi các bạn ra phố nó có số nhà thì nó sẽ hiện rõ số nhà cho các bạn luôn. Đó, được chưa? Đây, tên đường Tất Tần Tân, làng này tên gì, đường số bao nhiêu, đường số bao nhiêu. Đấy, tên đường nhá. Các bạn muốn xem qua vệ tinh thì các bạn ấn vào quả cầu cho mình. Các bạn muốn xem qua vệ tinh nhá. Đây, đây là nơi mình ở này. Đó, nó rõ từng lóc nhà luôn nhá. Đó, rõ từng lóc nhà. Và các bạn muốn xem tên đường này đang ở đâu thì các bạn ấn vào đó. Đấy, nếu mà các bạn lên phố nó sẽ rõ từng số nhà một luôn cho các bạn luôn. Được chưa? Đấy, đường Đại Trung, làng Đại Trung. Đấy, ở đây rất là nhiều công ty, nó sẽ hiện công ty đây. Để các cửa hàng nhá, các cửa hàng hay các nhà nghỉ mà có vị trí trên bản đồ này thì nó đều cập nhật lên hết đây này. Chimani Việt Nam, Đặng Thị Thơm. Là cái này thì nó đây là một cái cửa hàng bán sữa ở ngay nơi mình ở, thì đã cài đặt map trên bản đồ, nó vẫn hiện hết trên bản đồ luôn. Đó chính là cái phần định vị nhá. Đây, các bạn nào muốn xem qua vệ tinh ấn vào quả cầu. Đó. Rồi, ok, xong phần định vị rất đơn giản, các bạn chỉ cần ấn vào chữ check là được nhá, được chưa? Còn bây giờ đến phần nghe lén. Phần nghe lén để kết nối điện thoại mình với cái máy nghe lén này thì các bạn ấn vào Dionback là cái hình tai nghe này. Được chưa? Cái thiết bị này thì các bạn phải kết nối điện thoại của mình, kết nối với cục GS09 này thì các bạn mới gọi được. Còn nếu mà chưa kết nối thì các bạn không thể gọi được nhá. Gọi vào nó sẽ thuê bao vào máy bạn. Các bạn không thể dùng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhập số điện thoại trong điện thoại của mình vào đây và chọn confirm. Mình sẽ nhập số điện thoại trong điện thoại này, 0981 này. Đó, đây chính là số điện thoại trong điện thoại của mình, và mình chọn confirm. Đó, thì ngay lập tức cái SIM trong cái máy GS09 siêu nhỏ này nó sẽ gọi lại vào đây cho mình để mình nghe. Các bạn cùng xem luôn. Đó, chức năng nghe rất rõ luôn. Đó, đây chính là cái SIM mình lắp trong cái thiết bị GS09, nó sẽ tự động gọi lại cho mình. Đó, mình nghe này. Alo. 1234. Alo. Để hai thiết bị này gần nhau thì nó sẽ bị xung đột âm thanh và nó sẽ bị phát ra sóng nhá. Đấy. Đây là mình bật loa ngoài. Còn nếu mà mình bật loa trong đi thì để gần nhau thì vẫn nghe rất là ok. Các bạn yên tâm là mua hàng đã được bóc hàng ra kiểm tra và thử chức năng này luôn. Nếu mà bật loa trong các bạn nghe thì không bao giờ bị rè. Cũng như là các bạn bây giờ các bạn chỉ cần lấy hai cái điện thoại, các bạn gọi cho nhau để gần, rồi một cái các bạn bật loa ngoài lên, chắc chắn là nó sẽ bị như này luôn. Tại vì cái này nó sử dụng như một cái điện thoại. Đó. Thì cái nghe lén này nó cũng có hai cách kết nối. Cách thứ nhất là như mình vừa nói. Cách thứ hai là các bạn vào phần soạn tin nhắn. Vào phần soạn tin nhắn thì đây. Thì người nhận là các bạn viết cái nội dung tin nhắn là 000 thăng. Sau đó số điện thoại trong điện thoại của mình nhá, số điện thoại trong điện thoại của mình ấy. Đó, sau các bạn thăng. Đây là cú pháp mình ghi rất rõ trong cái nội dung tờ giấy hướng dẫn sử dụng rồi. Còn người nhận thì các bạn, người nhận là cái số điện thoại trong cái máy GF09 này nhá, các bạn lưu ý. Đó, đây mình sẽ, rồi các bạn gửi đi. Đó, nội dung tin nhắn như này nhá. Đây, nội dung tin nhắn, đó, máy đã nhận.
Và cái thiết bị này nó sẽ trả lời cho mình một cái tin nhắn xác nhận là admin đã được lưu là admin số điện thoại 0981799626 đã được lưu là admin cho cái số máy GF09 này. Thì bây giờ các bạn có thể gọi điện vào cho nó này. Đó, các bạn có thể gọi điện vào cho nó và các bạn bật loa ra ngoài lên. Thiết bị này không phát ra âm thanh, hình ảnh hay tiếng động nào cả. Được chưa? Alo. Alo. Alo alo alo. Alo alo alo. Đó. Rồi. Ok, bây giờ các bạn muốn nghe nhá. Các bạn muốn nghe thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp vào thôi. Là nó sẽ tự động nghe. À, còn bình thường nếu mà các bạn chưa kết nối thì các bạn chưa thể gọi được nhá. Đấy. Alo, alo alo alo. Alo alo. Đó. Rồi xong cái phần kết nối nghe lén. Đây là hai cách kết nối để mình đều hướng dẫn các bạn hết. Còn bây giờ đến cái phần ghi âm. Các bạn muốn ghi âm thì các bạn chọn cho mình 3 số 1. Đó. Các bạn lưu ý nhá. Sử dụng chức năng ghi âm thì các bạn chọn 3 số 1. Đó, thì nó sẽ cho mình một tin nhắn là start record 10. Thế là bắt đầu mỗi đoạn ghi âm thì nó ghi âm được 10 phút các bạn nhé. Đó, các bạn muốn hủy ghi âm thì các bạn chọn cho mình là 3 số 5. Cũng tương tự tự động ghi âm thì các bạn chọn 3 số 2 nhé. Và hủy cũng là 3 số 5. Đó, mình soạn thì nó cũng sẽ trả lời mình một tin nhắn. Tôi là professional nào hủy chức năng ghi âm. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng mà rất là nhiều người muốn, đó là chính khi có tiếng động nó sẽ tự động gọi lại và điện thoại cho mình, thì các bạn chọn cho mình là 3 số 3. Khi có người nói chuyện bình thường như này, thiết bị sẽ tự động gọi lại vào điện thoại của mình. Đấy, và mình có muốn nghe hay không thì mình như bình thường thôi. Đấy. Cái chức năng này rất là hay. Đấy, nói chung là cái thiết bị này đầy đủ chức năng như một cái N16S. Đầy đủ chức năng luôn, không thiếu một cái gì cả. Và kích thước thì nó bằng 1/3. Cứ nói chuyện bình thường như này nhá. Khi đủ cường độ âm thanh nó sẽ gọi lại cho mình. Đấy, các bạn yên tâm. Sử dụng chức năng này thì đây, nó tự động gọi lại đây. Đấy chưa? Mình nghe này. Alo, 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 alo. Đấy, để gần nhau này. Đấy, bỏ ra. Alo, 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 alo. Đó, đấy chưa? Khi các bạn nào mà không cần dùng đến chức năng tự động gọi lại này nữa thì các bạn vẫn soạn cho mình là 3 số 5 để hủy đi nhá. Đó. Đó, ok. Ok, đã hủy. Đấy, đấy thì là toàn bộ cách dùng và cách sử dụng cái thiết bị GF09 này. Đấy, nó là siêu nhỏ. Thì các bạn nào mà khi xem hết clip này mà các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái máy GF09 này nhá, thì các bạn đừng quên gọi điện đến số điện thoại 094-226-2345 để mình có thể tư vấn thêm cho các bạn về cái sản phẩm này. Thì ngoài ra các bạn nào đang có nhu cầu mua hàng thì cũng gọi điện trực tiếp cho mình để đặt hàng qua số điện thoại 094-226-2345. Nếu mà các bạn mà sợ mua hàng trên Facebook lừa đảo thì các bạn cứ kết bạn Zalo số điện thoại này. Thì yên tâm là Zalo nó chỉ có một số điện thoại đăng ký một nick thôi, không ai có thể giả mạo mình được. Đấy, nên các bạn lưu ý gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo cho mình là an toàn nhất. Và hàng bên mình là cam kết hàng chính hãng, bảo hành và đổi mới trong vòng 1 năm cho các bạn. Nếu mà có vấn đề trục trặc ở bên phía nhà sản xuất, mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn. Còn ngoài 1 năm bảo hành, mình sẽ vẫn hỗ trợ các bạn sửa máy như bình thường. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ với mình nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi mua hàng, cũng như là để cập nhật những cái video, những cái sản phẩm mới nhất tại đơn vị mình, đơn vị điện tử Hải Tâm uy tín và hàng hóa rất là ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.